Chuyện chưa kể về bình kiểm trong tù. Ông Trùm máu lạnh với trái tim si tình. Chào mừng bạn đã trở lại với kênh OV Đại Bàng. Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn biết về cuộc phỏng vấn với Bình Kiểm, một đại ca giang hồ thứ dữ mà Sài Gòn không ai không biết đến. Để biết thêm về một ông chùm máu lạnh, sẵn sàng nổ cho lửa, thanh toán nhau, nhưng vẫn có một trái tim khá xỉ si tình, cũng như biết thêm về những người đàn bà từng đi qua đời ông Trùm này. Hãy cùng theo dõi video sau đây. Bình kiểm trải lòng với những phụ nữ trong đời Bình kiểm tâm sự Điều mà anh ta có thể tự hào nhất về mình Là không bao giờ thủ đoạn với vợ con Thời năm cam Ông Trùm ngán nhất là Bình kiểm Dù sinh năm 1970 Nhỏ hơn cả tuổi con của ông Trùm Những cách chơi táo bạo của Bình kiểm Khiến giang hồ toàn Sài Gòn không ai không ngán Bình lấy cô vợ đầu tiên là My Và vun vén cho vợ khá nhiều Tuy nước ra ngăm Nhưng My quả là một mỹ nữ hiếm có Gã mở một quán cà phê bà khá sang trọng cho mì ở ngay khu vực Nguyễn Trãi, gần Mả Lạn, là nơi phát tích của cả băng Bình Kiểm, Tuấn Kiểm, Trương Kiểm, Hậu Lé, Long Tuyết. Gã bạn thân của Bình là Út Dẹp, một giang hồ cộng cán nhất nhì khu vực Thủ Khoa Hân, được Bình gửi gắm cho việc nhòm ngó giúp mì về trật tự an ninh. Thế rồi với bề dày thành tích đầm chém, bảo kê, cho vay và tổ chức cờ bạc, Bình Kiểm bị bắt giam. Khi đưa lên trại giam Huy Khiêm, Bình nghĩ ngay ra một chiều khá đặc biệt. Gã xin chạy cho phép xuất tiền túi trang bị máy bơm, thay cho việc phải gánh thùng xuống suối múc nước như trước đây. Tất nhiên là ban quản lý trại đồng ý. Thỉnh thoảng với lý do là về mua sắm phụ tùng, trang thiết bị cho trạm bơm, Bình vẫn vù về Sài Gòn để điều khiển công việc bằng nhóm và thăm cô vợ xinh đẹp. Cho đến khi xảy ra vụ cu nhất chém Dũng Quốc Thành ngay vũ trường trẻ nhằm mục đích khiêu khích Bình ra mặt theo chỉ thị của Nam Cam. Bình bỏ luôn việc về Sài Gòn lén lút. Chiến hữu út dẹp, xung phong nhận nhiệm vụ hàng tuần chở My lên trại giam Huy Khiêm thăm nuôi Bình Kiểm. Tuy nhiên út dẹp và cô vợ Bình luôn ghé vào khách sạn ở Biên Hòa, Long Khánh trước khi về Sài Gòn. Thật đầu lẽ ra việc ăn vụng của bản thân và vợ yêu sẽ không bao giờ đổ bể. Nếu như cả hai không yêu nhau bất chấp hậu quả, cả hai cặp nhau thường xuyên hơn ngay tại Sài Gòn, nơi có quá nhiều tài mắt của bằng Bình Kiểm. Nghe tin, Bình chỉ ngồi thư ra mà không phản ứng gì, nhưng đôi gian phu dâm phụ thì chẳng hiểu vì sao mà lại nghe thông tin Bình đã rõ mọi sự. Út dẹp trốn biệt trước khi Bình được tha về. Sau đó thấy chưa chắc ăn, hắn bèn gây ra một vụ án nhỏ để chui luôn vào trại trốn cho an toàn. Mi thì mất cả trì lẫn trải, rút về xóm mả lạn sinh sống. Một ngày người dân địa phương phát hiện, Mi nằm còng keo ở hẻm ngõ, mồm xui bọt trắng. Kết luận của các cơ quan chức năng, sốc mài thúy. Chuyện Bình Kiểm bị út dẹp cắm sừng khiến Bình đâm ra khó chịu và nghi ngại tất cả mọi người. Có lẽ trong cuộc đời đại ca giang hồ của Bình Kiểm, đây là cú thua trận đau đớn nhất trong đời giang hồ của Bình Kiểm. Quên đi mối tình đầu tiên, Bình Kiểm gặp và quen với một hoa khôi trong giới giang hồ. Đó chính là Ngọc Lan, em gái của bà Trùm Kim Anh. Đối với Bình Kiểm, Ngọc Lan là tình yêu duy nhất của đời mình cho đến hiện tại. Là đàn ông, lại có tiếng trong giới giang hồ nên xung quanh bình kiềm cũng có rất nhiều em út xinh đẹp vây quanh Xin nâng khăn sửa túi Nói chuyện bổ bịch bình, bình thoải mái thừa nhận Đương nhiên là tôi có bổ Đàn ông mà Ông nào nói không có bồ thì 99% là nói xạo Sống với vợ 8 chín năm Tôi có nhiều bổ lắm Không chỉ là một người thôi đâu Nhưng tôi không sâu nặng với ai Thỉnh thoảng thấy có cô chân dài nào đó đẹp đẹp Tôi vui vẻ một vài ngày Cho cô ấy ít tiền rồi đi thôi Tôi đi đâu, có làm gì thì cũng luôn nhớ đến vợ con đầu tiên, lo cho vợ con đầu tiên. Mọi yêu thương và sự chăm sóc mà tôi có thể, tất cả đều dành cho vợ và con. Nên tôi tự hào nói rằng, dù có thể có những phút giây tôi phản bội vợ để vui vẻ bên ngoài, thì tình cảm tôi dành cho gia đình vẫn chưa bao giờ bị san sẻ. Bình kiểm tâm sự, điều mà anh ta có thể tự hào nhất về mình với tư cách một người đàn ông là trên cương vị người chồng, một người cha. Bình Kiểm không bao giờ thủ đoạn với vợ con. Trích nguyên lời Bình Kiểm trong trại giam. Bình Kiểm nói, ra ngoài tôi buộc phải thủ đoạn với xã hội để sinh tồn. Nhưng về nhà tôi chỉ biết chiều chuộng vợ con. Trời cho mình một người vợ và mấy đứa con là để mình yêu thương và hy sinh vô điều kiện. Cái cấm kỵ nhất của thằng đàn ông là thủ đoạn cả với chính vợ con mình. Ra ngoài tốt với xã hội mà về nhà thủ đoạn với vợ con thì tôi cũng khinh. Tôi có chết cũng không làm điều đó rất nhiều người sài gòn đều biết chuyện bình kiểm chiều vợ bằng cách dâng hiến tất cả những gì mình có cho vợ tìm kiếm được bao nhiêu trừ đi những cái cần chi tiêu bình mang hết về đưa cho vợ và rất thoáng chứ không hề kiểm soát vợ như nhiều cách mà nhiều người đàn ông khác làm tôi có hai nguyên tắc thứ nhất nhiệm vụ của tôi là mang tiền về nhà tôi chỉ biết mang tiền về thôi không cần biết vợ mình chi tiêu cái gì dùng tiền vào mục đích gì chỉ cần vợ tôi chi tiêu và hạnh phúc với cái việc chi tiêu đó là tôi vui rồi Hồi mới lên nhau về Tôi mua tặng vợ căn nhà ở đường Nguyễn Trọng Tuyển Sau này có thêm tiền Tôi đưa cho vợ Bảo vợ thích mua thêm căn nhà ở đâu thì mua Còn thì đứng tên ai tôi không quan tâm Tôi cho rồi thì không bao giờ tiếc Nguyên tắc thứ hai của tôi là tôi mang về nhà cho vợ 1 triệu Thì là 1 một triệu 100 một triệu sẽ là 100 triệu Tôi tuyệt đối không bảo vợ đưa lại cho Lúc cần tiền tôi kiếm chỗ khác Chứ không bao giờ hỏi vợ Tiền tôi đã cho vợ con thì là của vợ con mãi mãi. Dù có do đường ăn mày, tôi cũng nhất quyết không đòi lại một đồng. Sống với nhau từ năm 1995 đến năm 2004. Dù tôi chỉ đón bốn cái giao thừa với vợ, bốn cái giao thừa kia là đón trong tù, nhưng tôi chưa bao giờ để vợ cực. Nói thế là làm, nên khi hai vợ chồng không thể sống chung với nhau nữa, Bình Kiểm đã làm đúng lời hứa, để lại mọi tài sản cho vợ và chỉ mang vài bộ quần áo và một vali sách đi theo. Cuối năm 2007, sau khi bị bắt được vài năm, tài sản bên ngoài chỉ còn lại vài chục triệu. Bình Kiểm cũng nhờ người nhà gom góp lại giao cho vợ để nuôi con. Bình Kiểm tâm sự, tôi yêu vợ con tôi lắm. Cuộc sống vợ chồng tan vỡ là do hết duyên, là vì cô ấy mệt mỏi với việc cứ thỉnh thoảng lại phải thăm nuôi tôi ở tù. Chứ ngay tận đến lúc bỏ nhau, tôi vẫn yêu vợ, vẫn muốn níu kéo tình cảm vợ chồng. Nghĩ đến việc không được ở với vợ con, chăm sóc vợ con, Tôi thực sự rất đau lòng. Yêu thế nên tôi chẳng tiếc gì. Còn lại chút tài sản nào trước khi đi tù tôi gửi lại hết cho vợ. Nhà cửa thì đã cho trước rồi đó. Hy vọng là vợ con tôi có thể sống không quá vất vả khi không có tôi ở nhà chăm sóc, lo lắng đỡ đần. Sau này vợ tôi có lấy chồng mới, sống chung với chồng mới trong căn nhà của tôi mua cho, tiêu tiền mà tôi để lại cho, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Miễn là cô ấy hạnh phúc, miễn là con tôi được chăm lo một cách đầy đủ những phút sám hối và trầm tư chiều vợ thường còn một cách kỳ lạ nhưng khi mới về sống với nhau bình kiểm đã dặn vợ cấm không bao giờ được hỏi han bất cứ điều gì về công việc của mình tôi đi đâu với ai làm gì đi bao nhiêu lâu vợ tôi không bao giờ được phép hỏi những người đàn ông khác có thể san sẻ tâm sự với vợ với những thăng trầm khó khăn cho công việc nhưng tôi thì không tôi mà là người bình thường làm một cái nghề đàng hoàng thì tôi cũng tâm sự cũng chia sẻ cũng muốn được vợ góp ý an ủi, nhưng công việc của tôi chẳng đàng hoàng, cái tôi làm là phạm pháp, chẳng có gì tự hào để kể. Vợ tôi không được phép biết bất cứ điều gì về công việc của tôi, để sau này lỡ có xảy ra chuyện, cô ấy cũng không bị liên lụy. Chẳng biết gì nên sống với tôi, vợ tôi sướng lắm, chỉ biết chăm con và tiêu tiền tôi mang về, chẳng phải lo nghĩ gì, dù cũng lờ mờ đoán ra những việc mờ ám mà tôi làm. Sau khi bị bắt, rồi bị tòa xử 28 năm để lại cho vợ con nốt những đồng tiền cuối cùng. Bình kiểm thán nhiên dặn vợ không phải quan tâm, hỏi han hay thăm nuôi mình trong tù. Thỉnh thoảng nhớ vợ nhớ con, dù rất muốn gọi điện về bảo vợ đưa con đến thăm, nhưng Bình cũng không gọi. Bình bảo, có thể vợ tôi có hạnh phúc khác rồi. Mà tính tôi thì dù có khổ sở đến nào cũng không nhận sự giúp đỡ của phụ nữ, kể cả vợ mình. Tôi không muốn làm phiền vợ con, không muốn vợ con cực vì mình. Chỉ cần cô ấy chăm lo cho con tôi, nuôi nấng chúng thành người khi tôi ra tù, tôi nhất định sẽ đền ơn cô ấy. Tâm sự về người mẹ của mình. Sống ở trong trại giam, người thăm nuôi lo lắng cho Bình Kiểm, chỉ có người mẹ già gần 80 tuổi và cậu em trai của Bình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình, cuộc sống của Bình trong trại giam cũng không đến nỗi nào. Ở ngoài giang hồ ghê gớm nhưng vào trại giam, các cán bộ bảo gì Bình nghe nấy, không dám cãi. Ai biết Bình Kiểm đều biết không ai bắt Bình nói khác ý mình được. Cho nên dù không phải nịnh cán bộ ở đây, Bình Kiệm cũng phải thừa nhận cán bộ ở đây tốt, rất gần gũi và thân thiện với phạm nhân. Mỗi tháng, Bình tiêu hết 900.000 tiền lưu ký mà mẹ gửi cho. Có khi tiêu ít hơn. Bình kể, mẹ tôi bệnh nên ít đi thăm nuôi tôi lắm. Chỉ có cậu em trai là thường xuyên đi. Nhưng bà vẫn gửi quà thăm nuôi tôi đều đặn. Một tháng chạy cho gọi điện về nhà một lần, tôi lại gọi cho mẹ, hỏi thăm sức khỏe mẹ trước lúc gây chuyện rồi bị bắt hai mẹ con có nhiều cái hiểu nhầm nhau nên một thời gian dài tôi không nói chuyện với mẹ sau khi bị bắt tôi nghĩ đời mình thế là hết thế là mất tất chẳng còn gì nhưng cái ngày mẹ tôi được vào thăm tôi sau đó gần hai năm tha thứ cho tôi và động viên tôi tôi thấy mọi hy vọng sống trở lại thiên hạ nói tái ông mất mã trong cái rùi cũng có cái may cái may mắn mà tôi có được trong lần vấp ngã này là sự tha thứ và thấu hiểu đến ngọn ngành tình yêu của mẹ. Nhờ thế, bây giờ tôi giác ngộ ra một điều. Người phụ nữ đẹp nhất trên đời này trong mắt tôi chính là mẹ tôi, chứ không phải ai khác. Vào cái lúc tâm sự thật nhất, Bình Kiểm nói rằng vào tù ra khám nhiều lần, nhưng chưa lần nào Bình cảm thấy thấm thía và hy vọng ngày trở về như lần này. Những lần trước Bình chưa sợ, chưa thấm, vì tự thấy mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Giờ đã hơn 40 tuổi, nhìn thấy con dốc bên kia của cuộc đời, thấy tóc mình đã bạc, mắt đã có nhiều vết chân chim, mà cuộc sống cứ trôi đi vùn vụt, thì giang hồ lừng lẫy một thời này bất giác sợ hãi. Từ khi bị bắt đến nay đã hơn 4 năm, tôi có 3 ngày hạnh phúc nhất. Ngày thứ nhất là ngày được gặp lại mẹ tôi lần đầu tiên sau khi bị bắt. Ngày thứ hai là ngày được gặp lại hai đứa con nhỏ. Ngày thứ ba là ngày hôm nay, được kể về gia đình mình, về vợ mình, con mình. Tôi không biết xúc động là như thế nào, nhưng được gặp mẹ, gặp con tôi vui lắm hạnh phúc lắm thấy có nhiều động lực để mình cải tạo hơn nhiều vào tù lần này án rất dài có lẽ vì thế mà tôi chiêm nghiệm ra nhiều thứ thay đổi nhiều thứ tôi nhận ra mẹ tôi là người tốt với tôi nhất yêu thương tôi nhất điều tôi sợ nhất là mẹ sẽ không sống để đợi tôi về nên tôi phải cố gắng cải tạo để hy vọng được sớm hưởng lượng khoan hồng của pháp luật giờ tôi không thích một người phụ nữ chỉ vì đẹp nữa tôi biết sau khi ra tù tôi sẽ chọn một người phụ nữ tốt giúp tôi thay đổi tâm tánh ở tuổi này tôi thấy mình thay đổi tôi muốn ân hận muốn hối cải muốn hoàn lương tương lai sau này là điều tôi không dám nói trước cuộc sống vốn quá nhiều cám dỗ mà tôi cũng không biết sau này ra tù tôi có vì cám dỗ mà ngựa quen đường cũ hay không nhưng tôi biết giờ đây tôi thực sự mơ ước trở thành một người lương thiện hai đứa con nhỏ của tôi rồi sẽ trưởng thành tôi muốn đến lúc đó mình sẽ là một người bố tốt để bảo ban, dạy dỗ hai con, chứ không muốn thành một tấm gương xấu cho các con noi theo. Bình nói, tôi tự hào là dù mình là giang hồ, nhưng có ba việc tôi không bao giờ làm. Thứ nhất là buôn bán xỉ kè, thứ hai là cho vay nặng lãi, thứ ba là kiếm sống trên thần xác phụ nữ. Trên cương vị một người đàn ông, ngoài việc trăng hoa đôi chút, còn thì tôi sống lành mạnh. Tôi không dùng mai thúy, không uống bia rượu, không hút thuốc và thích thể dục thể thao trên cương vị một người bố tôi yêu thương con cái vô điều kiện và cố gắng làm mọi cái để con được hạnh phúc pháp luật đã phán xét tôi rồi tôi không còn biện minh gì nữa chỉ mong con tôi hiểu bố chúng lúc nào cũng yêu thương chúng con đường về còn xa nhưng bình kiểm bảo rằng mình nhất định sẽ viết một cuốn hồi ký về cuộc đời mình về những câu chuyện mà mình đã làm như một lời trần tình với hai con để chúng hiểu rằng bố bình không phải là người xấu không cứu chữa được Hiện tại Bình Kiểm đã thụ án được hơn một nửa thời gian. Cho nên khả năng đường về nhà của chùm giang hồ một thời này không còn xa nữa. Trên đây là chuyện chưa kể về Bình Kiểm trong tù. Ông chùm máu lạnh với trái tim si tình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.